Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ đêm qua đến sáng ngày hôm nay, đỉnh núi Phan Xipang ở Lào Cai được băng phủ trắng xóa khi nhiệt độ tại đây giảm xuống dưới 0 độ, tạo nên sự thích thú với du khách khi đến với nóc nhà Đông Dương. Dự báo đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu chậm nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Thấp nhất đêm nay trong khoảng là từ 11 đến 14 độ, vùng núi thấp hơn dưới 11 độ. Những nơi núi cao tiếp tục đề phòng với băng giá và sương muối. Còn trưa chiều mai trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 21 đến 24 độ, có nơi còn cao hơn. Không khí lạnh duy trì trường gió đông bắc tầng thấp đưa ẩm từ biển vào, kết hợp với đặc điểm địa hình nên khu vực trung bộ tiếp tục có mưa, tập trung từ Quảng Trị đến Khánh Hòa với dạng mưa rào là chủ yếu. Các tỉnh phía bắc của trung bộ trời rét, có nơi rất đậm với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 20 đến 23 độ. Càng về phía Nam, nhiệt độ tăng dần. Đến Ninh Thuận, Bình Thuận có thể đạt mức là từ 30 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chưa có nhiều thay đổi. Ban ngày có nắng, với nhiệt độ duy trì ổn định. Chiều tối chỉ có mưa cục bộ với lượng không lớn. Quý vị chú ý tới nhiệt độ giảm thấp khi về đêm và sáng, đặc biệt tại Tây Nguyên là từ 16 đến 19 độ, còn ở Nam Bộ là từ 22 đến 25 độ. Ngoài ra thì sương mù xảy ra rải rác, khiến tầm nhìn giảm thấp. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển phía tây của khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Ngoài ra ở khu vực phía Nam có mưa rải rác khiến tầm nhìn giảm thấp. Nhiệt độ trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều ở dưới mức là 29 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, ít mây không mưa, sáng sớm có sương mùi nhẹ dài rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ là từ 12 đến 24 độ.